Rồi, em Thắng xin kính chào quý bà con cô bác ha. Thì hôm nay em Thắng đi bãi về được một ít đồ anh em. Còn một số thì đang vệ sinh, tí nó sẽ lên sau ha. Bên cạnh đó thì còn một ít đôi kính hàng khư thùng hôm trước còn. Anh em mình xem có đôi nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em. Bên em thì sẽ có hai hình thức giao dịch ha. Chuyển khoản thì em Thắng bao ship, ship COD, mọi người thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em ha. Rồi, đầu tiên thì em sẽ vào cho mọi người những cái đôi kính. Những cái đôi kính này thì hôm trước còn này mọi người. Đây, những cái đôi kính này là hôm trước em còn. Những cái đôi kính này là giá thành nó khá là cao ha, nên là anh em mình yên tâm, hàng nội địa Nhật. Đôi đầu tiên này thì đôi này là đôi một độ nha, một độ đó. Đây, thông tin chi tiết thì cái hộp của mình là cái hộp màu tím, hộp màu tím ha. Đây, trọng kính của mình như thế này ha. Rồi đôi này thì anh em mình thấy này có thương hiệu Fujicon, hàng của Nhật ha. Giá yên của mình bên Nhật người ta bán là 9.800 yên, thì nói chung là nó cũng dao động tầm khoảng là 1.6.000.000 nha anh em, tầm khoảng 1.6.000.000 cho cái đôi này. Chung là hàng này là nó mới chưa có xài nha. Gọng của mình thì cái thiết kế kiểu gọng kim loại và nó bọc màu vàng, màu vàng nhẹ như thế này ha. Không biết là nó mạ vàng hay không thì em không biết, nhưng mà giá thành nó khá là cao. Đây là cái chi tiết cái gọng của mình, và nó để là một độ và chống tia UV luôn ha. Cái này là anh em mình xem ha, cái này là chắc cặn lão với một độ nè. Nói chung là này mình mang rất là ngon ha, rất là đẹp. Hôm nay thì em sẽ giảm giá cho mọi người luôn để mọi người về mình dùng ha. Đây là cái thiết kế cái kiểu dáng ha. Đó, đây kiểu dáng được kính nhìn rất là sang trọng nha mọi người, nó mới chưa có xài nha. Đó, trồng kính của Nhật luôn nha anh em. Anh em về mình dùng mình khóa cần cắt ha, cái này là một độ ha. Đó, về cái phần kích thước, về cái phần kích thước thì cái gọng của mình là nó được mình đo được là tầm khoảng là 10, đây 12.5 nha anh em. Cái gọng của mình là tầm khoảng là 12.5, chung là khuôn mặt nhỏ rồi mình đeo cũng rất là đẹp ha, khuôn mặt nhỏ ha. 12.5 nha anh em. Đó, một cái đôi kính mới của Nhật nha. Đó, chiều dài càng này thì được là 14 nè, chiều dài càng này được là 14. Về cái chiều cao trong kính của mình thì nó được là tầm khoảng là 5 sen ha, và phần bề ngang này thì được là 55 đi. Một cái đôi kính của Nhật ha, mới chưa xài. Hàng này thì hàng trang hộp và nó có giá yên đàng hoàng ha. Đôi này bên Nhật là 1.000.000 á, 1.600.000 ha. Đó, đôi này là một độ nha. Đó, thì hôm nay em giảm giá cho mọi người luôn. Mã số cho cái đôi này của mình là C1 giúp em nha. Rồi em giảm giá sau cho mọi người luôn. C1 đôi này một độ, giá 350.000 nha. Đó, C1 giúp em. Đó, C1 350 ha. Rồi cái đôi thứ hai thì cũng vậy nha anh em. Cái đôi này thì 2 độ nha. Đã nãy đôi này đôi kia 1 độ, đôi này 2 độ ha. Cái này thì nó giống nhau, giống hệt nhau mà, nó chỉ khác nhau là cái trọng cái độ thôi nha mọi người. Nó chỉ khác nhau cái trọng cái độ thôi. Chung là tình trạng của mình là hàng nó mới chưa có xài nha, mới 100%. Rồi đôi này 2 độ, anh em nào mình 2 độ thì mình chốt đôi này. Rồi đồng giá nha anh em, hôm nay đồng giá là 350.000 một đôi hết ha. Đó, đồng giá 350 một đôi C2 cho cái đôi này ha. Rồi, mở số là C2 cho anh em mình bị 2 độ ha. Đó. Rồi, C3 cũng vậy nha. C3 thì hai này là 2 độ 25 nha anh em. Này là 2 độ 25. Đó, 2 độ 25 ha. Đó, chung là tình trạng đều như nhau, nó mới chưa xài hết. Có trong cái hộp nhựa màu tím như này ha. Đó, giá bên Nhật của mình là tầm khoảng là 1.600.000, 1.700.000 một đôi nhé ha. Rồi con này là C3 350 luôn nha mọi người. C3 350.000 giúp em luôn ha. Đây. C3 350. Rồi C4 cũng vậy đó nha. Đó, đôi này thì hôm trước là bán tới 450.000 luôn á, nhưng mà hôm nay giảm giá đồng giá hết. Này là 3 độ 25 nha anh em. Đó, 3 độ 25 này. Mới tin hết, mới 100% hết, chưa có xài nha mọi người. Đó, nhưng mà cái này thì khuôn mặt, những cái này anh em mình khuôn mặt nhỏ ha, nó tầm khoảng khuôn mặt 12-12.5 thôi chứ không có bự lắm ha. Rồi 350.000 luôn nha, hàng mới nó chưa có xài nè. Hàng của Nhật hay có giá yên đàng hoàng ha. Rồi C4 ha. Con này là 350 cho 3 độ 25 nha. Đó, rồi tiếp theo C5. C5 thì những cái đôi kính này. Đầu tiên thì cái đôi này là của anh, chắc của nữ luôn nè. Này thì em còn 2 đôi nha. Giá của mình là hôm trước là 160.000 một đôi. Này là kính lão nha anh em, kính lão. Chung là cho chị em phụ nữ hoặc ông mình đeo được tùy mọi người ha. Cái này là 1 độ rưỡi nha. Đó, con này là 1 độ rưỡi. Đó, mới chưa xài gọng kim loại ha. Này thì được gia công tại Trung Quốc ha, made in China. Còn rất là đẹp. Đó, này là 1 độ rưỡi nha mọi người. Nhìn vào rất là sáng luôn ha. Đó, nhìn vào sáng trưng luôn ha. Đó, nó bự, vặt nó bự ra và nó sáng. Đó, đây, gọng của mình này nam nữ đeo cũng được, không sao hết. Đó. Ha, 1 độ rưỡi. Này khuôn mặt nhỏ mình đeo cũng được.
chiều dài gọng của mình được là 13 nha, chiều dài gọng 13, phần chiều cao trồng là được là 30 và phần này được tầm khoảng 50 ha. Đó, hàng còn mới trong hộp nha anh em. Đó, đây này xuất xứ rõ ràng ha, máy Shiner này mã vạch 49 là bên thị trường Nhật này. Là thông số nói chung là đầy đủ. Đó, cầu của mình là cái cầu mình ấy luôn ha. Đó. Rồi hôm nay em bán giảm giá cho mọi người luôn một cái đôi kính mới luôn anh em, chưa có xài luôn ha. Đó. Rồi đôi này mã số là C5 giúp em nha, con này là 1,5 độ. Em để giá cho mọi người là 140. Đó, bao ship cho mọi người luôn ha, C5 ha. 140.000 và bao ship cho mọi người luôn. Thì C5 này có hai đôi nha. C5 có hai đôi giống nhau, 1,5 độ ha. Rồi C6 cũng vậy nha. C6 thì cái này có một đôi đó là 2 độ nha. Đôi này là hôm trước bán 160 luôn. Đó. Đây này thì cho cô chú là mình về mình đeo này, còn mới chưa xài nha, gọng của mình là bằng nhựa nha anh em. Gọng của mình bằng nhựa. 2 độ nha, made in China, hàng mới chưa xài. Đó, trồng kính của mình là trồng kính lão 2 độ ha. 2 độ. Về mang đọc báo đọc sách cũng được ha, 2 độ ha. Dài 14 nè. Chiều cao trồng được là 32 và chiều cao này là được là 5 cm ha. Đây xuất xứ rồi rõ ràng ha, made in China. Đó, mã vạch 49. Đó, đây thông số đầy đủ ha. Nè, người ta có ghi thông số gì đó ha. Này thì loại này chỉ còn có một đôi à. Cái này là 2 độ nha. Đó mình đó cô chú là mình 2 độ thì mình chốt cái đôi này cũng 140 luôn, hôm nay giảm giá 140 ha. C6 giúp em ha. Bây giờ hàng về nhiều lắm, bây giờ em thanh lý bớt ha. Đó, C6 140 này. Rồi C7 thì cái này 2,5 độ. Đó cũng vậy luôn nha. Đó còn một cái thước rộng của mình là rộng 140 hết ha. Đó. Rồi thì đôi này 2,5 độ ha, 2,5 độ cái đôi này em để giá cho mọi người là 140 luôn. 140 luôn ha. Đó. Cái đôi này là cái bên Nhật người ta bán là tầm khoảng là gần 200 mấy đó, chưa tính phí vận chuyển đâu đó, còn tính phí vận chuyển về Việt Nam mình họ bán tầm 300 mấy 400.000 có ha, còn này là em bán 140 thôi cho cô chú bác.